500m nữa, rẽ phải vào quốc lộ 38B, đường tỉnh 485. Rẽ phải vào quốc lộ 38B, đường tỉnh 485. Đi tiếp quốc lộ 38B 4km nữa.
300m nữa, rẽ trái vào quốc lộ 10. Rẽ trái vào quốc lộ 10, sau đó rẽ phải vào Đinh Đức Thiện. Rẽ phải vào Đinh Đức Thiện. Ba trăm mét nữa, rẽ trái để vào Đinh Đức Thiện. Rẽ trái để vào Đinh Đức Thiện. Đi tiếp 7 km nữa.
400m nữa, rẽ phải vào quốc lộ 37B. Rẽ phải vào quốc lộ 37B. Đi tiếp quốc lộ 37B 3 km nữa. Ba trăm mét nữa, bạn sẽ đến điểm đến của mình. Bạn đã đến,